Hello anh em, đây là một video cực kỳ nghiêm túc bởi vì nó có ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp trai của mình. Bình thường đối với nhan sắc hiện tại của mình thì mình nghĩ chỉ cần có một chiếc iPhone X trên tay là cái độ đẹp trai của mình phải nhân lên gấp 10 cơ. Nhưng mà không, đối với nhan sắc mình hiện tại là nó vẫn chưa đủ đô. Chính vì vậy mình phải cần một cái gì đó nặng đô hơn. Ví dụ như là iPhone X mạ vàng chẳng hạn. Nhưng mà một chiếc thì mình nghĩ cũng chưa đủ đâu. Đối với nhan sắc của mình cần phải hai chiếc cơ. Vậy hãy cùng mình coi thử coi đối với hai chiếc iPhone X mạ vàng thì mình có đẹp trai hơn không nhá. Thôi chạy in chưa? Anh em ơi, chúng ta sẽ có hai cái hộp tượng trưng cho hai phiên bản iPhone X mạ vàng đến từ Golden Age. Mình sẽ nói về cái hộp màu đen trước. Trong đây sẽ chứa phiên bản iPhone X vàng 24K. Và khi mở ra chúng ta sẽ có thay nhân vật chính. Bên trong hộp thì chúng ta còn có một cái thẻ chứng nhận về sản phẩm và hai tờ giấy chứng nhận về chất lượng vàng cũng như là chất lượng của sản phẩm. Một cái khăn lao cao cấp để chúng ta có thể giữ được sản phẩm của chúng ta lúc nào cũng sáng bóng cả. Một cái catalog để giới thiệu về tất cả những dòng sản phẩm iPhone mạ vàng đến từ Golden Age. Về phần phụ kiện phải nói là siêu đầy đủ. Chúng ta sẽ có hai cú sạc dành cho hai thị trường khác nhau. Một tai nghe AirPods, cùng với đó là một cái sợi cáp Lightning nằm phía bên dưới. Các anh em còn được tặng kèm một tai nghe không dây AirPods nữa. Và đặc biệt nhất đó chính là chiếc bao da nằm ở đây đến từ Venza, có độ hoàn thiện là hoàn hảo. Đây là chiếc bao da được làm thủ công bởi những nghệ nhân may da hàng đầu trên thế giới. Tất nhiên là tập sách hướng dẫn vẫn đầy đủ như biết bao phiên bản iPhone X khác. Và đây chính là những mẫu chính của chúng ta, iPhone X mạ vàng 24K. Và đây là em thứ 39 trong cái dãy chỉ có 500 em trên toàn thế giới. Và nó được làm thủ công bởi Golden Age. Các bạn nhìn thấy nó sao? Cực kỳ bóng bẩy, sang trọng và cao cấp. Nhìn phía sau thì chúng ta giống như là một cái thỏi vàng thực sự vậy, chứ không phải là iPhone X nữa. Cái logo quả táo này cũng được thay đổi luôn là vàng luôn này. Cái chi tiết nhỏ đó thì vẫn rất là đẹp. Còn những vết lấm tấm mà các bạn đang thấy trên mặt lưng thì không phải đến từ em nó, mà đến từ cái lớp siêu đen bảo bọc cho chiếc iPhone X đặc biệt này. Tuy nhiên thì nếu các bạn để ý kỹ thì chúng ta vẫn có một cái viền đen chạy xung quanh máy. Nhưng mà nó không đáng kể. Cái nút bấm ở đây thì cũng đã được làm bằng vàng nguyên khối 18K luôn, chứ không phải là chỉ mạ vàng một cách thông thường không. Và khi mà mình cầm chiếc máy này trên tay, thực sự không có quá nhiều mỹ từ để mình có thể miêu tả về chiếc điện thoại này. Quá đẹp, quá sang trọng, quá cao cấp và cực kỳ đẳng cấp. Và khi mà gương mặt của người sử dụng giống như mình ẩn hiện trên chiếc máy này thì bảo đảm là độ đẹp trai nhưng đến vạn lần luôn đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đặt chiếc máy này xuống để đến với một chiếc máy còn đặc biệt hơn nữa, để xem coi nó gì nhá. Điều bí mật trong chiếc hộp màu trắng đó chính là phiên bản iPhone X mạ vàng Golden Dragon, rất đẹp với một chú rồng ẩn hiện đấy. Còn lại thì vật dụng bên dưới sẽ không khác biệt so với phiên bản kia, ngoại trừ là chúng ta sẽ có thêm một tờ giấy chứng nhận về kim cương nữa cho những viên kim cương được đính trên sản phẩm Golden Dragon. Và đây chính là phiên bản iPhone X Golden Dragon, chỉ có 99 chiếc trên toàn thế giới và đây là chiếc đầu tiên luôn. Tất nhiên nó cũng được hoàn thiện thủ công bởi Golden Age. Cái điểm nổi bật nhất so với phiên bản kia đó chính là chúng ta sẽ có một con rồng nằm ở đây, và con rồng này được làm từ vàng nguyên khối 18K luôn. Và trên đôi mắt của nó chúng ta sẽ có hai viên kim cương với kích thước là 0.02 carat. Việc sử dụng con rồng trên phiên bản này thì theo quan điểm ngõ đông thì nó sẽ mang lại sự may mắn và mạnh mẽ cho người sử dụng. Trong mọi cái việc chúng ta làm thì nó cũng mang lại thành công cho chúng ta luôn. Cái góc cạnh của nó thì vẫn rất là đẹp, vẫn rất là tuyệt vời, y như là phiên bản 24K. Và cái nút bấm ở đây thì vẫn được hoàn thiện từ vàng nguyên khối 18K luôn. Và khi bạn nhấn vào thì nó vẫn rất là nhạy, chứ không có cái việc mà hơi khựng khựng lại. Cái độ hoàn thiện trên cả hai phiên bản đều cực kỳ cao. Các bạn có thể thấy là những cái mối nối đều rất là khít với nhau. Hay là cái khung máy ở những cái lỗ loa này hay là cổng sạc Lightning đều được làm rất là tốt và tỉ mỉ. Để có thể đạt được độ bóng như thế này thì theo phía Golden Age họ đã nói rằng họ phải làm việc một cách tỉ mỉ trong thời gian dài, cùng với việc sử dụng công nghệ cao, đó là công nghệ đánh bóng bằng kim cương, mang lại cái thành quả là cái độ sáng bóng của nó gấp 5 lần so với những cách xử lý vàng thông thường. Sau đó thì Golden Age còn phải xử lý thêm một số bước nữa để có thể tiếp tục giữ được cái vẻ sáng bóng của chiếc máy này, cũng như là tránh việc để lại quá nhiều dấu mồ hôi và dấu vân tay. Còn nếu như mà những anh em nào nhà có điều kiện mà không thích cái sự chói lóa như trên phiên bản này thì Golden Age họ cũng có những phiên bản vàng mờ cũng nằm trong cái số 99 chiếc này luôn. Đó, anh em khỏi lo nha. Tất nhiên là việc thay thế mặt lưng bằng kính nguyên bản của iPhone X trở thành một cái mặt lưng mạ vàng như thế này thì chúng ta sẽ mất đi tính năng sạc không dây của iPhone X. Tuy nhiên mình nghĩ điều đó không quá quan trọng, bởi vì chúng ta đã có một chiếc máy cực kỳ đẹp như thế này, và khả năng chống nước của chiếc máy này thì cũng sẽ không còn hoàn hảo như xưa. Chứ vì vậy
Mình nghĩ là các bạn đừng nên mang cả hai chiếc máy đi chơi với nước. Mình nghĩ chắc cũng không ai làm vậy đâu nha. Ok mấy anh em, sau khi mà ngắm nhìn hai em nó thì liệu mặt mình đã được đẹp trai hơn chưa? Đấy, anh em nghĩ sao về hai phiên bản này? Một cái là iPhone X Golden Dragon, một cái là iPhone X vàng 24K được chế tác bởi Golden Age. Thì hãy để lại bình luận bên dưới video để tụi mình có thể vào cùng thảo luận với nhau nha. Nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn Golden Age đã hỗ trợ tụi mình để có thể thực hiện được video để gửi đến cho tất cả anh em cùng xem. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này. Nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho bọn mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh em được chọn thì anh em sẽ chọn cái máy nào? Anh em ơi!